chúng ta đang nghe qua kết nối điện thoại với cái hộp Bluetooth bên kia. Đang nghe nhạc trên YouTube. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do when sorry seems to be the hardest word? Các bạn có thể cảm nhận được cái âm thanh rất là trong và cái trung âm rất là bật. Đây là dàn Kenwood K323 các bạn nha. Một trong những cái chuỗi dòng cao cấp series K của hãng Kenwood. Con này ra đời 2009-2010. Vẫn giữ được cái âm sắc, cái độ dãy mã cũng như là chỉnh chế độ âm thanh cùng những cái cổng kết nối rất là pro của những cái dàn Kenwood series K. Tuy nhiên, con này tách biệt bằng một cái thiết kế, đó là thiết kế dạng khối. Một cái khối bằng nhôm hết luôn. Rất là nặng. Gần 6kg các bạn nha. Và nó tích hợp âm ly, loa cũng như là phần CD, phần dãy mã. Chơi được cổng quang USB, cổng AUX và cổng 3.5. Trong một cái khung tích hợp như vậy. Một cái khung nhôm xuyên suốt luôn, từ mặt trên cho tới mặt dưới. Và một cái lưới bằng nhôm. Đó. Các bạn thấy nguyên một khối nhôm và hiện tại nó còn rất là đẹp, nhìn rất là sang. Nếu các bạn thích những cái dòng có đầy đủ dãy mã, chơi CD, USB, cổng quang v.v. được tích hợp gọn gàng trong một khối mà các bạn có thể dễ dàng đặt ở trên kệ sách, ở trên kệ bếp, ở trong phòng ngủ, trong phòng làm việc, hoặc ngay cả phòng khách của chung cư, các bạn để nó ở trên một cái kệ hoặc là ở bên dưới một cái bàn tivi, rất là gọn gàng và nhìn cũng rất là sang các bạn nha, vì nó còn rất là mới. Và hàng này là một trong những cái món hàng rất là độc đáo luôn và cũng rất là hiếm gặp. Đó, vài năm rồi mình mới gặp được lại nó, và một món hàng còn rất là đẹp luôn. Ở trên này là phun sơn ánh kim, và nếu các bạn ở nhìn ở ngoài thì các bạn sẽ thấy được rõ cái độ ánh kim của nó. Đó. Với cái vỏ nhôm này dày 2mm. Vỏ nhôm nha. Rồi phần nắp ở bên trước cũng bằng đó, bằng nhôm. Với cái hệ thống loa toàn dải 8cm. Ở bên trong này, đây, tách khỏi cái phần khung ở bên ngoài, là ở bên trong là một cái thùng gỗ dài cho tới phía sau này luôn. Một cái thùng gỗ tách biệt đó, hai bên trái phải dành cho cái loa của chúng ta để tạo được một âm thanh ấm áp cũng như là cái âm bass cộng hưởng đó mềm mại. Sau đó nó đưa ra cái lỗ thông hơi, loa bên trái ra bên này, loa bên phải đi ra cái thùng gỗ và đi ra bên đây, và chính là hai cái lỗ thông hơi, cái miệng càng mở rộng ở dưới đây nè các bạn. Đó, đây là phần cấu trúc của cái thùng loa ở bên trong, với hai cái thùng gỗ đó và loa toàn dải mũi phẳng. Và ở đây nó đưa ra hai cái lỗ thông hơi, các bạn thấy không, hai cái lỗ thông hơi, và hai cái lỗ thông hơi này nó sẽ ghép lại thành một ở cái mặt trước. Ở phía sau hai cái lỗ thông hơi này là hai cái màng trắng rất là dày bằng gỗ các bạn nha. Ở phía sau để nó tán, nó tiêu cái phần cái âm bass này đi. Nó là cái lỗ dẫn thông hơi xuống nhưng mà nó bằng gỗ để nó tiêu cái âm bass. Đó. Không có bị rung động, không có bị chồng chéo những cái âm trầm. Kenwood K323 có kích thước bề ngang là 39, chiều cao là 12 và sâu là 27 các bạn nha. Đĩa là các bạn thấy, đĩa này là đĩa dạng nút, nó giống như xe hơi vậy, nó không có khay, cũng rất là gọn gàng cho các bạn. Ở phía sau các bạn sẽ quan sát thấy rõ hơn với
cổng USB. Chơi nhạc MP3 rất là tiện. Cổng này là cổng AUX mà chúng ta đang kết nối từ lúc đầu vào cái hộp Bluetooth kia, hoặc là các bạn gắn dây trực tiếp ha. Còn ở đây là cổng, đây cổng cái này là USB độc nhảy các bạn, vừa ghim vào tự play luôn. Đó, cổng này là cổng 3.5 nè, các bạn kết nối lại điện thoại, máy tính thông dụng. Còn đây là cổng quang optical, các bạn gắn Smart TV. Và con này có cái giải mã 24 bit 96 kHz luôn các bạn nha. Và con này có cổng xuất ra nè, pre-out nè, 3.5. Còn ở đây là cổng tai phone FM, AM. Đó, còn dây nguồn này là dây nguồn điện rời. À, chúng ta có thể tách cái dây nguồn điện ra để chúng ta dễ xách đi. Đó, gắn vào dây số 8. Rất là dày dặn luôn. Chế độ chỉnh là bass treble cộng 6 decibel, thay đổi rất là lớn. Cộng với lại việc chỉnh được deep bass 10 nấc. Deep bass đó là một trong những cái chế độ âm thanh âm trầm khá là sâu mà Kenwood nó được trang bị cho những cái dòng CDK. Và dòng này nó được trang bị thêm một chế độ, đó là chế độ DTS. Các bạn cho mình zoom lại gần. Cái DTS nè, Surround Sensation này là nó là dạng một cái âm thanh vòm. Âm thanh vòm hai chế độ. Chút nữa mình sẽ bật cho các bạn xem. Âm thanh vòm này nó sẽ lan tỏa âm thanh, tạo một hiệu ứng âm thanh vang vọng nhẹ để các bạn có thể chơi nhạc guitar, rumba, hoặc các bạn thích theo nghe âm thanh, nghe nhạc theo cái tiếng vang. Cái chế độ này là chế độ các bạn có thể coi TV, coi phim luôn các bạn nha. Nhưng mà cái độ vang vọng nó rất là nhẹ, chứ nó không có gọi là vọng vọng như những cái dàn 5.1 đâu. Quay trở lại phần test âm thanh, sẵn là test USB luôn. Và mình sẽ zoom gần lại cho các bạn xem chỉnh bass treble, deep bass vân vân. Cái hệ thống nút của nó đơn giản ở đây nè các bạn, hoặc là trên điều khiển nha. Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Cái màn hình còn sáng rõ các bạn. Lần gặp gỡ đã như quen thuở nào. Một lần gặp gỡ nhưng tình ngỡ xa xôi. Mây có bay mà em có hay, ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say hồn ta ngất ngây, men yêu đương đã thắm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em âm thầm, một lần nào đó ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em mình tạm tắt tiếng nha. Nãy giờ là mình chỉnh cho các bạn xem nè, deep bass nè, 10 nấc, các bạn thấy cái âm trầm nó ra rất là ấm áp luôn, và cái giọng hát cũng rất là ngọt ngào. Dù các bạn có chỉnh treble lên thì cái nhạc cụ nó sẽ sáng hơn, nhưng mà cái phần giọng hát không có thay đổi nhiều đâu nha. Đó là một trong những cái phần cải cách âm thanh mà dòng Serica nó tách khỏi những cái hãng khác, và ngay cả của hãng Kenwood so với những cái dòng đời trước luôn. Còn cái chế độ Surround Sensation á, hồi nãy mình chỉnh nấc 1 và nấc 2, có nghĩa là nó có hai chế độ Surround. Và ở ngoài các bạn có thể nghe được một cái âm thanh nó cũng rất là lạ nha. Mình nghe bản thân mình đang ngồi giữa nè, mà sẽ cảm nhận nó rõ nhất. Còn thu qua cái video mà chúng ta đang quay bằng điện thoại này thì mình không biết là các bạn có cảm nhận được hay không. Tại vì nó có cảm giác như là có một người đang đứng hát sau lưng các bạn á. Tại vì nó tạo ra một hiệu ứng âm thanh vòm. Và cái hiệu ứng này là dành riêng cho cái con Serica 323 này các bạn nha. Chứ trên dòng Serica khác nó cũng không có nữa. Nó lạ lắm các bạn. Đây, đây Surround Sensation nè. Chúng ta chọn số 1, tắt nó đi, số 1 hoặc số 2. Ở số 1 thì các bạn sẽ nghe một cái độ vang vọng thật sự luôn, tức là nghe vang vọng luôn á, nghe vang rõ ràng luôn. Còn cái độ số 2 này nè, các bạn nghe là, nó không biết là các bạn nhận cảm nhận được không nha. Có cảm giác
cái ở trước mặt thì vẫn có ca sĩ đứng hát, nhưng mà ở phía sau đây chúng ta giống như chúng ta đang có đặt hai cái loa surround nhẹ ở phía sau vậy đó, nghe từ phía sau tới, nó tạo một cái độ trễ cho cái phần âm thanh nên nó đi trước và đi ra phía sau nữa, lạ. Tiếp tục nha, mở tiếng lên. Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em ta cũng mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say. Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay. Tạm stop. Ok, nếu các bạn thích nghe nhạc nhẹ nhàng mà có một chút âm thanh vang vọng thì đây là một cái chế độ rất là hay. Còn thích nghe nhạc rumba thì cái surround số 1 có cảm giác là nó sẽ tạo tiếng vang rõ ràng luôn, nó đánh nó vang. Còn cái này là nó hay nghe nhỏ nhỏ phía sau ở chế độ số 2. Và cái chế độ này nó khá là giống chế độ air surround nằm trên con Yamaha. Loa Yamaha nó cũng được tích hợp với công nghệ air surround của hãng thì nó cũng chơi vậy đó, chỉ cần có hai loa thôi nhưng mà nó vẫn tạo được hiệu ứng âm thanh vòm. Nó đánh vòng ra phía sau, các bạn cảm giác có cái loa này đánh ra phía sau chúng ta. Và công nghệ này là surround sensation nằm trên Kenwood, giống như một cái air surround của con Yamaha. Còn ở trên dòng Bose thì những cái loa của Bose nó cũng làm theo kiểu tích hợp như vậy. Nó cũng có một chế độ surround, đó là chế độ tên là True Space. Nó cũng sẽ tạo một hiệu ứng đánh vòng ra phía sau mà chúng ta nghe được những cái âm thanh vang. Đó, mỗi hãng có một cái cách xử lý âm thanh riêng các bạn nha, và con chip giải mã riêng dành cho những cái chế độ surround đó. Và cái con giải mã mà mình nói của hãng Kenwood là cái con riêng về cái dòng 24 bit 96 MHz này, DSP nè. Đó, rất là pro nha. Giá thành rất là phải chăng dành cho một cái dòng Serica và cái con Serica kiểu dạng tích hợp như vậy. Thì các bạn chơi được có cổng quang nữa nên rất là tiện cho các bạn kết nối Smart TV. Thường những cái dòng mà kiểu có thùng tích hợp như vậy á không có cổng quang, nhưng mà con này thì có. Và mình chuyển qua chơi đĩa các bạn nha. Trên này những cái nút cơ bản nằm trên đây. Đây mình lấy đĩa ra trước đã, nãy giờ đang đè đĩa bên trong. Đấy các bạn hình dung cái cách đó, nó bỏ đĩa và nó nhả đĩa vào như vậy. Play CD, play USB, stop âm lượng. Để mình tắt chế độ surround đi. CD đĩa chép đọc tốt luôn. Và bây giờ chuyển qua cổng quang, khá là nhiều tính năng nên cũng khá là dài một bài test của chúng ta. Cổng 3.5 nè, cổng AUX là bông sen trắng đỏ 3.5 đó, cổng quang này các bạn, xuất tín hiệu,
các bạn hình dung giống như một cái tivi đang xuất tín hiệu ra nha. Các bạn có thể dễ dàng tham khảo thông tin trên trên mạng khi mà gõ về những cái dòng này, dòng Serica thì thông tin nó còn rất là nhiều. Và những cái người dùng đánh giá thì con này đáng trong tầm tiền với cái kích thước gọn gàng, ngoại hình đẹp và chắc chắn, không phải kiểu bằng nhựa. Đa phần những cái dòng tích hợp này đa phần bằng nhựa hết. Còn con này là kim loại nguyên khối luôn, chứ không phải là nguyên loại chỉ ốp ở trên mặt. Bên cạnh đó là có tích hợp thêm cổng quang nữa. Chúng ta chỉ cần thêm một cái box Bluetooth này gọn gàng ở phía sau thôi. Như vậy cũng được để các bạn đỡ phải tốn cái gì tích. Còn nếu mà các bạn thích thì để trên đây cũng được ha. Giá thành của một hộp Bluetooth rất là phải chăng, nó mang lại cái sự tiện ích. Còn các bạn thích gắn dây thì cứ gắn dây, có hai cổng gắn dây rồi. Giò đài. Bây giờ chuyển qua cổng chúng ta chơi nhạc trên máy tính nha. Để các bạn nghe nhạc guitar. Bất hủ qua cổng kết nối AUX. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Với một cái mức giá khá là hợp lý và một công suất đáng nể trong những cái dòng tích hợp như vậy, và một cái khung kim loại thuộc Serica đầy đủ cổng kết nối, thì một sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn vừa chơi nhạc vừa gắn TV. Đó, gắn thêm box Bluetooth nữa, chơi CD, USB. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình các bạn nha. Giá thành đã bao gồm dây nguồn, dây điện thoại và bao gồm cái điều khiển có thể chỉnh được full tính năng của dòng máy này.